những sự lựa chọn thuận tay, mà nếu chúng ta xét một cách toàn cục về tổng thể đội hình đang có được của INTG thì nó cũng khá là tốt với tương đối nhiều những hiệu khống chế, và điều đấy đã buộc cho Mouse, người chơi đường trên của Epic Gaming, buộc lòng và lựa chọn Irelia rồi. Và thực sự đây là một con bài ổn để chống lại từng kia như hiệu khống chế đến từ INTG. Irelia cũng sẽ bổ sung thêm hiệu ứng khống chế một cách chủ động, đó là thứ duy nhất dễ dàng có thể được tung ra một cách chính xác bởi Edward Gaming. Bởi vì nhìn lại thì Vladimir chỉ có làm chậm, Gray cũng chỉ có một chút xíu làm chậm, có thể là Edward lên bàn tay băng giá có làm chậm, còn đối với Nami thì hơi khó và hơi chậm để bạn tung ra những hiệu ứng khống chế. Một đội hình cần rất nhiều kỹ năng bởi Edward Gaming đang được họ lựa chọn ra để đối đầu với một đối thủ không phải là quá mạnh dành cho họ. Và trận đấu sẽ được bắt đầu ngay sau đây thôi. Chúng ta từ nãy đến giờ nói về giai đoạn giao tranh 50 năm nhiều. Tôi muốn phân tích một chút về khả năng đi đường ở từng vị trí. Thì nói về khả năng đi đường thì hình như là ITZ cũng đã có một đội hình đi đường không yếu một chút nào. Ở các vị trí của họ đi ít nhất là hòa hoặc đôi khi là trên nữa. Đường giữa Syndra đối đầu với cả Vladimir thì có thể những cấp độ đầu tiên Syndra mà làm tốt thì có thể đẩy lính sâu. Và đến cấp độ 4, cấp độ 5 khi mà Vladimir mới có đủ bộ chiêu thức thì bắt đầu mới gặp khó khăn thôi. Đường trên Na đối đầu với Ire, đây là một kèo mà những ai thích chơi Ire là đánh giá Ire cao hơn một chút. Có lẽ, nhưng Na vẫn luôn luôn là một vị tướng khó chịu đối với những con bài tành ngắn. Nên nếu như an toàn giữ khoảng cách được và cấu diểm máu thì đương nhiên Na cũng sẽ có được cái khả năng lợi thế về lượng lính farm so với Irelia của đối thủ. Cuộc đối đầu khu đường dưới thì khỏi nói rồi, Ash và Brom luôn luôn là một đôi được chúng ta đánh giá cao với việc trồng hiệu khống chế, khả năng cấu diểm máu tốt với tán xạ tiễn của Ash và thêm một vài những pha thuyết thể tái đến từ Joster với Brom nữa. Phía bên kia Mako và Dev cũng khả năng hồi phục, có khả năng cấu diểm máu với Edril và Nami, một kèo đấu cân ở khu vực đường dưới và sẽ không có đổi đường. Đó là điều mà gần như chắc chắn sẽ không xảy ra trong chung kết thế giới này, đương nhiên do những sự chỉnh sửa về cái lượng tiền kiếm được đến từ trụ một ở khu vực đường dưới. Và khi không có đổi đường, cái vai trò của người đi rừng ở những cấp độ đầu tiên trong vòng 10 phút đầu tiên hết sức quan trọng. Như các bạn thấy trận đấu vừa trước đây thôi giữa HQ cùng với cả S2K thì những cái tình huống ganh đầu tiên của những người đi rừng nó đóng cho vai trò rất là then chốt trong cái diễn biến tiếp theo của trận đấu là gì. Bốn người chơi gặp nhau và để hở tầm nhìn, một cú quy trượt. Nhưng Joster với sải tay ngắn của mình, anh ta vẫn bấu vào Meiko sẽ bị làm choáng. Và đây là lý do vì sao Meiko lại mất nhiều máu đến như vậy. Nhưng tính ra là lời. Meiko có nguyện tiền cá, còn phía bên kia cả Joster và cả Mikael đang mất đi một lượng máu khá khá. Và nếu như họ lùi về để ăn đi người đá thì đây sẽ là một bất lợi lớn dành cho họ, bởi vì máu không có bao nhiêu để ra đường. Dev và Meiko biết mình đang có lợi thế về máu, họ sẽ không dễ dàng để mất đi nó, tiếp tục bám trụ khu vực đường này, ngăn cản đối phương ăn hai con người đá đầu tiên và lấy cái lợi thế đẩy đường sớm hơn ở cấp độ 1. Không dám ăn, chắc chắn là không dám ăn. Vì đối phương để lộ tầm nhìn ở gần trụ thế này mà họ còn dám ăn thì tôi đúng thật là sự rất là phục họ. Paw lao lên, anh ta bị ý chỉ thần sấm kích thẳng vào đầu của mình và lượng máu của Paw mất đi là nhiều hơn. Nhưng Vladimir là cái mẫu tướng điển hình nhất trong khả năng phục hồi máu khi đi đường rồi, không cần phải bàn cãi về cái lượng máu mất đi. Clear up khởi động từ bùa đỏ. Vấn đề là khi đạt cấp độ 2 anh ta đi đâu và về đâu mà thôi. Một cú ganh sớm chăng với chiêu E để nâng trước hay sẽ là vẫn farm rừng mà thôi. Có lẽ tập trung farm rừng thẳng lên cấp độ 3, thậm chí có thể là cấp độ 4 luôn nếu như anh ta cần để tăng 2 điểm vào cái viên đạn xuyên thấu trước. Có vẻ như dễ dàng cho Gray trong việc tối đa hóa cái lợi thế về việc farm của anh ta so với Lee Sin. Về bên kia, Lee Sin thì khởi đầu từ con cắp thành tinh và sau đó hướng thẳng tới khu vực bùa lợi đỏ để ngăn cản đến cái định cướp rừng của đối phương. Nhìn qua về tốc độ ăn rừng thì đến thời điểm hiện tại là ngang nhau. Với 4 con lính ở người của Lee Sin và 6 con lính của Gray, chúng ta hãy cùng xem điểm then chốt. Lee Sin lấy chiến đấu lão luyện. Hơi an toàn một chút xíu. Hơi an toàn. Còn bên kia thì đó, cách đi rừng của Clear Up vẫn vậy, mạnh mẽ và giao tranh nhiều với ý chí thần sấm. Và tôi đánh giá cao hơn trong việc lấy phép bổ trợ như thế này. Rõ ràng bạn đã định chơi Onin mà bạn lại lấy chiến đấu lão luyện, nó làm tôi có cảm giác là Lee Sin này chỉ muốn ngủ trong rừng với khả năng phục hồi máu sau khi ăn được những linh lớn vậy. Wow, và thực ra thì chẳng có cách nào để anh ta có thể farm nhanh được so với Gray, kể cả Gray có lấy bất cứ một cái điểm gì đi chăng nữa. Thì tôi nghĩ rằng tốc độ ăn rừng của Clear Up vẫn luôn luôn nhỉnh hơn so với Lee Sin của Rivolta mà thôi. Và thực sự thì Rivolta cũng đang thể hiện điều này, anh ta đang tập trung đi farm rất nhiều. Có được cấp độ 3 nhưng vẫn đang quay trở lại với bãi rừng trên. Và Gray đang có thiên hướng vòng ra khu vực đỉnh giữa này. Điều đó yêu cầu Lee Sin
sẽ phải túc trực ở quanh đây. Mắt được cắm, nhưng đây là mắt của INTG. Và Gray đã xuất hiện. Một pha dồn sát thương đến từ Gray. Nó trúng cả lượt về. Cấu đi rất nhiều máu đến từ Joker. Và cái cách bắn quy của Clearlove đã cảm thấy cái sự khác bọt rồi. Bình thường thì bao giờ một người chơi khi lướt ra cũng sẽ bắn thẳng quy vào tường để cho nảy lại luôn. Nhưng đây không. Clearlove lướt ra, anh ta bắn tay một cái để lấy cái nội tại của bùa đỏ, vừa đốt máu sát thương chuẩn vừa có làm chậm. Và anh ta bắn quy về cái hướng mà đối phương chạy về. Anh ta biết rằng sẽ không tiêu diệt được đối phương, nhưng anh ta sẽ làm sao để cấu máu đối phương là nhiều nhất có thể vào đây, để dẫn đến Stalker sẽ phải về trong cái giao tranh này. Lỗ máu rất nhiều, không cầm dịch chuyển, đó là những điểm yếu. Và Stalker về trong đợt này, anh ta đương nhiên sẽ phải hứng chịu những sự thua thiệt về lượng lính cũng như kinh nghiệm so với Vladimir của Pawn. Như vậy là cái sức mạnh của Syndra trong tầm khoảng 4-5 cấp độ đầu tiên có lẽ sau cái đợt về này là mất đi rồi. Bởi vì Vlad sau cái đợt về này, tôi nghĩ anh ta cũng gần đủ cho mình cái lượng tiền để hướng tới có lẽ sẽ là cái súng hack tech trước, hoặc một quyển sách và thêm một cái giày và thêm máu cũng như là mắt tím cho bản thân mình. Cả Rivolta, cả Gray của Clearlove đang hướng lên khu vực đường trên này. Đây là một pha làm choáng tốt, sát thương dồn vào Mouse và Gray có mặt. Rivolta là người mất máu nhiều hơn. Clearlove cố gắng đuổi theo, gây thêm những sát thương cấu máu vào Yang. Như vậy là lời dành cho Mouse để anh ta tiếp tục bám trụ farm ở khu vực đường trên. Mặc dù máu anh ta mất, nhưng đối phương đã mất đi sự nghiệp. Và Jobsker làm gì đây? Anh ta lao lên quá cao, kiệt sức lên người của Mikael, tốc biến lên, gây sát thương với đòn bắn cuối cùng. Chiến công đầu dành cho Dep. Xe double kill dành cho Dep chẳng? Không có double kill dành cho Dep, nhưng có 2 điểm hạ gục dành cho Angle Gaming. Và gỡ lại được 1 điểm đến từ Jobster. Và các bạn có thể thấy được là cái tâm lý thi đấu cũng như là cái độ quái của Mikael và Jobster kém hẳn so với đôi bên kia là Dep cùng với cả Meiko. Cái kiệt sức của Jobster quá muộn. Đến khi kiệt sức rồi mà Ezreal vẫn tốc biến lên bắn xạ thủ đối phương như thường thì tôi coi đó là một tình huống kiệt sức muộn. Ngoài ra, nếu như kiệt sức sớm thì chắc là Mikael và Jobster sẽ gây được nhiều sát thương hơn vào đầu của Dep. Đây, một tình huống kiệt sức này. Thực ra nó khó hiểu từ tình huống. Đây, bây giờ mới kiệt sức. Tại sao bây giờ mới kiệt sức? Tôi không hiểu lắm. Hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn đồng ý với điều đấy. Kiệt sức quá chậm. Và may mắn là anh ta tung ra được cú tuyết tái chuẩn xác. Bởi vì nếu như không có cú tuyết tái này, Meiko thoát ra khỏi tầng tấn công của trụ mà không gặp nguy hiểm đến tính mạng luôn. Giờ thì Ash về nhà với chỉ có 30 lính mà thôi. Và Ash không mua máu nữa. Nên nhớ ra anh ta lấy điểm then chốt, cái điểm bổ trợ có bánh bích quy. Nhưng bây giờ thì anh ta lại hướng tới bình thuốc tái sử dụng. Anh ta biết rằng mình sẽ phải trải qua một dãy đi đường bị cấu máu nhiều. Thì như vậy thì thà đừng lấy điểm bánh bích quy còn hơn. Tôi thề là cái nhìn cái mua đồ xạ thủ mà mua cái bình thuốc này là tôi đã thấy tù lắm rồi. Và Mikael lại làm cái điều đó. Và chắc chắn là anh ta đang tự xếp bản thân mình ở chiều dưới và chơi theo kiểu trì tràng an toàn. Bình thường ấy, khi đối đầu với bất kỳ xạ thủ nào thì Ezreal khi bị đè là hay dùng Q để farm. Hay dùng Q để farm, nhưng bây giờ thì bắt đầu là Ash sẽ dùng W để farm rồi. Cách lên đồ là cách kiểu đứng W từ xa bắn để farm lính đây. Tôi đang thắc mắc rằng nếu như anh ta đủ tiền trong lần về vừa rồi, anh ta có lên luôn cho mình cái bình thuốc biến dị hay không? Như vậy thì anh ta sẽ hồi được thêm cả năng lượng và liên tục sử dụng những kỹ năng tán xạ tiễn của mình dễ dàng hơn trong việc farm. Mikael đang có một vài những pha trả đổi thức khá ổn, nhưng đối phương trả sát thương lại là cực kỳ đánh thép. Meiko chủ động tiến cao lên. Trong thời điểm đấy thì Jobster không hề có mặt ở khu vực đường và Dep gặp nguy hiểm. Rất nguy hiểm trong pha thi đấu này. Tốc biến lao vào combo rất tốt. Meiko bị làm choáng. Điểm chiến công thứ hai, double kill cho Rivolta. Một pha combo tốt tới từ các thành viên của INTG. Như vậy là hai đại diện của Wildcard ít nhất đã để lại được dấu ấn của mình trước những đại diện được đánh giá cao nhất thế giới hiện nay. Đầu tiên là với Albert Lock Luna, họ đã thậm chí đã có những lúc dẫn trước Rogue Tiger đến cách biệt 3 chỉ số agục. Nhưng tất nhiên đấy là chỉ giai đoạn đầu thôi. Bây giờ thì đó, ITZ cũng đã có được những cái màn dẫn trước. Cái này dẫn trước cả về tiền lẫn về mạng. Đây là một điểm cộng ấy chứ, đối với các đại diện đến từ ngoài cả. Thậm chí ở đường trên, bây giờ Yang đang là người có lợi hơn. Nhìn anh ta đang có vẻ như bị cấu máu, nhưng anh ta lợi hơn hẳn. Và đáng ngược được đối phương về làm choáng. Và đó là điểm hạ gục. Tuy nhiên Vladimir đang ở đây. Pawn sẽ có được cho mình triple kill chăng? Không, sẽ không có triple kill, mà chỉ là double kill mà thôi. Và thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Death. Như vậy là sự hy sinh câu kéo khoảng thời gian rất hợp lý đến từ Clearlove. Và gỡ hòa về chỉ số hạ gục là 5 đều sau khi Stalker đến kịp khu vực đường trên để giúp cho Yang không bị hạ gục. Nhưng cung ánh sáng đến kìa. Không, cung ánh sáng này chỉ như là một cơn mưa ngang qua và nó không trúng vào người của Yang. Sẽ vẫn là tiếp tục đẩy trụ trên. Nhưng sau hai con lính này, Yang buộc phải về vì không còn lính đằng sau để hỗ trợ trực tiếp. Khá ổn. Với Irelia,
thì Mouse cũng không gây được khó khăn gì cho người chơi đường trên của NTG cả. Mà xem lại pha đây là một pha combo nhanh tay đến từ Ryota. Nhưng thực ra Caleb cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Anh ta dồn hết sát thương với cái pha đạn xuyên thấu với chiêu cuối của mình. Và thậm chí là thêm một cái bom khói nữa. Còn khu đường trên, pha dồn sát thương ổn, Giang thoát ra được với tốc biến. Thực ra không cần lắm. Không cần lắm, đúng. Đó là một tình huống tốc biến không cần thiết cho lắm. Nhưng ta vẫn làm nó để đảm bảo an toàn tính mạng. Bởi vì đó đã là một pha mà Mouse mất đi cú đâm kiếm của mình rồi, nên sẽ không có sát thương dồn, ngoại trừ những cái đòn đánh tay của anh ta. Rất thú vị là ITZ đang dẫn tiền 800. Xét một cách chi ly ra thì không nhỏ lắm đâu. Ở phút thứ 10 này, nó cũng khiến cho một vị trí nào đó mua được đến hai cái kiếm dài hoặc hai cái áo giáp vải, chứ không phải là đơn giản đâu. Thorn ở đây rồi, lao thẳng đánh đập, đó là Revolta và Stalker cùng đến, lại sút ngược nhưng không kịp đối phương giúp hồ máu. Bây giờ thì clear up đến, hình như mới chỉ có 5 quả cầu, và 5 quả cầu là không đủ để Paul phải lên bảng. Sát thương không đủ khi mà Paul thậm chí có cho mình một cái áo choàng ám ảnh và thêm một cục hoàng ngọc nữa. Anh ta rất chắc chắn khi đi với một kèo sát thủ, anh ta hướng tới món trang bị phòng ngự hoàn toàn, đó là cái giáp tâm linh sớm. Nhưng Tosker cũng đang có được cái khả năng đi đường tốt, đi đường liên tục đẩy cao, khiến cho Gray của Clear Up liên tục phải có mặt ở xung quanh khu vực đường giữa này. Thực ra đây là một cái màn chào hỏi khá là ổn của Rivota dành cho Clear Up, thần tượng của anh ta. Khi mà cái AD rừng của anh ta đang là 2-1-1, lính anh ta thua, nhưng anh ta cũng có những cái màn ăn miếng trả miếng rất tốt. Và đây là một pha gành lên khu vực đường trên, đã mất làm choáng đến từ Mouse. Pha đẩy ngược trở ra, làm choáng thì trượt, nhưng Rivota có chiêu cuối. Anh ta đang cố gắng combo, sát thương dồn vào là rất nhiều. Xin lỗi các bạn, anh ta không có chiêu cuối thì chuẩn xác hơn. Và đó là màn 1-1 tới từ hai người chơi đường trên của NTG. Lý do dẫn đến màn đổi 1-1 vừa rồi là Giang thi đấu không quyết đoán. Anh ta hơi lượt thượt trong cái việc là quyết định có ở lại đánh đối phương tiếp hay là lùi ra khỏi tầm trụ. Trong tình huống vừa rồi, tôi nghĩ anh ta vẫn nên lùi ra khỏi tầm trụ đi và để phần việc còn lại dành cho Revolta. Lúc đó Revolta có bùa đỏ dưới chân, anh ta có nhiều sát thương, còn trong trường hợp xấu nhất là không tiêu diệt được, cắm mắt lùi ra, coi như là không ai phải nằm xuống cả. Như vậy thì vẫn hợp lý hơn. Tiền này, một tình huống đi gánh, nhưng không sao, tiền chia đều, nhưng dù sao vẫn gần 500 tiền cho cả hai người. Như vậy là không ổn. Và vấn đề là 2.500 tiền đang dẫn của NTG so với Edward Gaming, đó là một con số rất tốt. Hai cái trụ. Và liệu rằng một lần nữa chúng ta cần phải đặt câu hỏi về cái tâm lý thi đấu hay là khả năng trên cái đấu trường quốc tế của Edward Gaming hay không? Tất nhiên nếu chúng ta nói về đấu trường quốc tế, chúng ta cũng phải nói rằng họ đã từng là đội tuyển vô địch Mississippi Invitational với chiến thắng 3-2 trước SKT Team One Hà Nội. Nhưng trong chung kết thế giới thì nó lại là một câu chuyện khác, chứ không phải là Mississippi Invitational nữa. Kiểu như một người chỉ có vô địch Olympic thì thôi, nhưng không bao giờ vô địch World Cup được, cái kiểu như vậy. Nhưng mà để xem, mọi thứ đều có thể khác biệt. Đây là mùa 6, chứ không phải là mùa 5, 4, 3, 2, 1 nữa. Mọi thứ đều có thể xuất hiện. Có ai ngờ được một đại diện đến từ Wildcard lại có thể làm khó được một ông lớn như thế này, dẫn trước đến hàng ca tiền như vậy, mà thậm chí là còn đang ăn được sứ giả khe nứt như thế này nữa. Tập trung rất nhiều thành viên, As đã đổi lên ở gần khu vực đường trên cùng cầm Rom. Liệu là sẽ có một màn bắt bớ bằng đại băng tiễn vào vị trí nào đó hay không? Thì tất cả những mục tiêu như là đứng giữa đường trên của đối phương đều khó bắt. Ire thì giảm hiệu ứng khống chế, và bên kia có giúp hồ máu, rất khó để bắt hai mục tiêu này. As cần phải quay trở lại khu vực đường dưới thật nhanh. Đối phương đã biết việc anh ta xuất hiện ở khu vực hang sứ giả khe nứt rồi. Điều đấy khiến cho Ezreal đẩy nhanh đợt lính này lên. Trụ sẽ mất đi và lính cũng có thể mất đi một phần nào đấy tới từ Ash của Mikael. Nhưng có lẽ là anh ta đã thành công. Mục tiêu anh ta đề ra là sau khi lấy được cái lợi thế của đường dưới với cái trụ, sẽ đảo đi để hỗ trợ những cái đồng đội của mình có những lợi thế cụ thể hơn. Và điều đấy vừa mới được khẳng định với con sứ giả khe nứt. Và Lee Sin tiếp tục dành sự quan tâm cho khu vực đường trên này, làm tổ ở đây, đổi rừng với Grave của Clear Up, có được bùa lợi đỏ và sẽ hỏi thăm vào vị trí của Irelia. Nhưng đồng thời điểm thì khu vực đường dưới của INTG cũng đang liên tục bị gây ra áp lực bởi Grave cũng như là những pha mất dạng đến từ Bon. Đường giữa có thể có gánh, nhưng đường trên sẽ là trụ hai chăng. Irelia cố gắng sử dụng chiêu cuối của mình, lưỡi kiếm ưu việt ra. Anh ta đang thoát ra khỏi tầm, bị hất vào tường, nhưng anh ta bị làm choáng, bị hất vào tường, bị combo và sát thương là đủ. Điểm chiến công tiếp theo dành cho Revolta và trụ thứ hai khu vực đứng trên cho NTG. Và tôi tin là Revolta đang có được những cái ánh nhìn thiện cảm đến từ Clear Up, tức là Clear Up bắt đầu phải dành những cái ánh nhìn nó tôn trọng dành cho người đi rừng bên kia rồi. Không thể coi thường Revolta với cách anh ta thi đấu. Lee Sin rất cởi mở và thoáng. 3-1-2 là KDA. Anh ta là nguyên nhân dẫn đến ba cái trụ mà đội anh ta ăn được đều có dấu chân của Lee Sin ở những cái trụ đó. Có một đặc điểm chung của hai đại diện Wildcard đến với mùa giải chung kết thế giới mùa 6 này giữa ITZ cùng với Albert Lulanok,
là họ đều đánh theo kiểu chiếm đoạt mục tiêu. Coi mục tiêu lớn là cái điều quan trọng nhất chứ không phải là đánh nhau. Đây là một pha combo rất tốt của Giang, anh đã tính đủ tầm để làm choáng và sau đó là vừa khéo vào cái mép cho cú chiều cuối của mình. Wow. Mau tìm mất luôn rồi. Cái lưỡi kiếm cân bằng mất đi cái cú khả năng làm choáng và anh ta bị ăn một pha combo đến từ Lee Sin. Không có cách nào để thoát ra được cả. Ash đang farm ít hơn so với Ryu do những khoảng thời gian anh ta đảo đi và tìm kiếm những cái lợi thế. Nhưng nhìn về trang bị và khả năng gây sát thương thì có lẽ là Ash cũng không hề thua thiệt gì so với Ryu cả. Với Ryu bây giờ còn chưa đủ được hai món và KDA của Ryu cũng đang là khá đẹp. Nhưng Lee Sin thì đúng là bắt đầu có những sự nhỉnh hơn một chút xíu so với Gray của Clear Love rồi. Còn đường trên thì khỏi cần phải nói. Với cái rìu đen và với cái giày ninja kia, đè đầu cưỡi cổ sẽ là điều mà Giang làm với Irelia của Mouse. Và điều đó đã khiến cho Vladimir đã được đổi lên đường trên. Paul là người lên đường trên. Nhưng Ash cũng đã lên đường trên rồi. Và Na sẽ vẫn gặp Irelia ở đường dưới mà thôi. Tấn công vào Paul. Liệu Paul có chạy nổi hay không? Ba không, không có ba điểm. Có đại bằng tiến. Trúng này. Và sẽ có làm choáng đến từ đánh ngất ngư. Paul sẽ bị hất tung một lần nữa nhưng không. Tốc biến về của Paul đã né được cái chiêu cuối đó rồi. Suýt chút nữa tôi đã tưởng rằng Joster hack não thành công. Được pha tốc biến đi từ Paul. Nhưng rất là khéo léo bởi vì tốc biến theo đường chéo chứ không phải là tốc biến thẳng về một cách đơn giản để có thể bị hack não như vậy được. Và khu vực đường giữa này thì thêm sự quan tâm nữa đến từ Rivolta, anh ta đang rảnh rang. Trang bị tiếp theo anh ta hướng tới sẽ là một món gia tăng thêm khả năng phòng ngự. Không phải là rìu đen để giảm đi thời gian hồi chiều đến từ những cú nộ long cước và có thêm những áp lực trong những tình huống đi gank. Mà thay vào đấy là tôi muốn chắc chắn khi mà Giang đang hướng tới khả năng tấn công một phần nào đấy thì khả năng phòng ngự được nhường lại cho Rivolta. Họ vẫn đang dành sự quan tâm cho Mouse và làm choáng. Lại là một pha combo thoát ra khỏi tầm của trụ và là điểm chiến công. Không, nằm rồi. Chắc chắn nằm. Tôi biết là cái đá nó vẫn còn và thậm chí là ném đá dấu tay không trúng vẫn chết vì những con lính vẫn bắn theo lưng và có dấu của bộ đỏ dưới chân thì phải. Có bộ đỏ. 1-4-0. Một ngày buồn của Mouse. Và nếu như có một cơn địa chấn nào đấy mang tên ITZ thì Mouse sẽ là người ân hận nhất ngày hôm nay. Mako đã phải nằm sau pha combo vừa rồi của Syndra. Một combo đơn giản. Nhưng tôi cảm giác là Mako không tập trung trong pha thi đấu vừa rồi. Vấn đề là anh ta làm choáng từ tầm hơi xa một chút xíu. Đó là điểm lợi hại đến từ vị tướng Syndra. Và trong những pha phòng ngự trụ, trong những pha tấn công như vậy tập trung đủ người, Syndra rất thoải mái đặt ra những quả cầu của mình, tung ra những cú làm choáng từ tầm gần như là xa tối đa với những pha quét tan kẻ yếu của mình. Wow. Và chất tướng mỏng manh như là Nami thì đúng là không thể nào mà chịu nổi rồi. Đây là pha thi đấu mà tôi tưởng rằng Mouse đã hết sức kiên trì rồi, chờ đối phương hết đi dạng khổng lồ anh ta mới lao ra. Nhưng không, anh ta lao ra quá sớm. Và để xem đấy, nếu như có cái đốt vẫn có bùi đỏ đúng không, bùi đỏ nên là nếu kể cả ném còn cơ hội, vẫn có cơ hội để phải nằm xuống. Thế mới nói là trận này tôi không hiểu là em của Gaming thi đấu kiểu gì. Họ không có lồng ghép một chút chiến thuật hay là cách di chuyển nào nó hợp lý cả. Ngoài cái việc là Paul cùng với cả Clean Up xuống đường dưới và ăn được 3 mạng liên tục trong cái giai đoạn đầu tiên. Và cho đến bây giờ là 4.000 tiền hơn. Hình như là còn hơn cả 4.000 tiền rồi. 4.001 tiền. Quá kinh khủng. Nó là một lượng tiền rất lớn tại thời điểm phút thứ 16, 17 trong trận đấu như thế này. Lee Sin còn đang cẩn thận hết mức khi anh ta đang muốn hướng tới cho mình cái giáp canh ngục. Gia tăng thêm khả năng đảo đường hướng tới những pha gánh tiếp theo. Và tôi tin rằng là nếu như bây giờ cứ mất dạng Lee Sin thì Irelia càng không dám đối đầu 1-1 với Na của Yang hơn. Vì anh ta biết rằng mình là mục tiêu bị quan tâm rất nhiều trong trận đấu này rồi. Rivolta liên tục có những pha di chuyển thông minh xuyên suốt cái bản đồ của mình. Mặc dù vậy, cái áp lực của anh ta gây ra khiến cho Gray của Clear Love cũng không thể nào rảnh rang để đi farm và gia tăng thêm cái khoảng cách về lượng chênh lệch lính được. Bây giờ khoảng cách về lính rừng thậm chí đã bị thu hẹp lại khi Lee Sin là 74 và 80 đến từ Gray của Clear Love rồi. Và cái lượng thu thiệt lính nhận được cái KDA nó quả là vì tất cả đem của đó. Và Rivolta bên này bị phát hiện ra bởi một con ưng tiễn trong người của Mikao rồi, thì cái trụ này cũng vẫn mất thôi. Vẫn mất, lính bắn thôi cũng đủ mất, chứ đừng có nói chuyện. Yang rất tự tin đánh thẳng mặt Paul luôn. Đường giữa sẽ có khoảng trống để cho ba thành viên này với một cái tối kiên cường chặn lại và ăn được trụ thành công. Liên tục là những cái trụ ăn được, lượng tiền vẫn chênh ra. KDA, xin lỗi các bạn, là lượng chỉ số về mạng là 96, phong thủy luôn. Mọi thứ đều phong thủy, 6.000 tiền chênh rồi. Địa chấn ở đây chứ đâu nữa. Rất giống một cơn địa chấn, tôi đang bắt đầu thấy cái hình dáng nó trở nên mạnh mẽ hơn dành cho cơn địa chấn này rồi. Cái đội hình lựa chọn của ITZ bây giờ chúng ta mới thấy cái sự khó chịu của họ. Trong những pha công kích, đặc biệt là khi đối phương có Advil, có Braum, anh ta sẽ ngăn cản đi được rất nhiều. Anh ta sẽ cản đi cực kỳ nhiều những cái khả năng tấn công, những khả năng gây sát thương tới từ
Andrew của đối phương. Vâng, và rất xin lỗi các bạn vì một vài những vấn đề về cảm xúc mà hai bình luận viên chúng tôi đứng hình hơi lâu. Mọi thứ mà ITZ đã làm ra được khiến cho chúng tôi phải ngỡ ngàng và đứng hình mất 15 giây gì đó, nhưng không sao cả. Thực ra vừa rồi là 15 giây hội ý dừng lại ngay lập tức và đặt ra một kèo cá độ giữa tôi và Mạnh An rằng là tắt ngay mic đi. Đó. Đấy, bây giờ anh có nghĩ rằng là INTZ thắng không? Trước trận đấu là 1-1.000, nhưng bây giờ thì bắt đầu là tầm khoảng 1-10 thôi. Nhưng mà 1-10 bây giờ thì đặt ITZ vẫn đặt cho sáng. ITZ sáng đấy. 1-2 bây giờ là tôi đặt cho INTZ thẳng mặt rồi. À. Nên là rất căng thẳng nha, bởi vì Irelia, rồi Vladimir, rồi là cả Ray là những vị tướng kéo đến giai đoạn cuối trận đấu rất mạnh. Và nếu như tại thời điểm này mà INTZ không thể nào mà tận dụng được cái lợi thế của mình và gia tăng nhiều hơn cái giãn cách cũng như cố gắng kết thúc trận đấu này, hoặc hướng tới những con đối tượng như kiểu con Baron chẳng hạn, thì có vẻ như chưa chắc đây đã là trận thắng dành cho INTZ đâu. Không có bước đi lỗi nào tới từ anh của tiền mình cả. INTZ đang mất đi cái sự bình tĩnh của mình, đang hướng hơi sâu vào rừng đối phương, dính một vài những pha cầu máu. Có lẽ họ nên quay trở lại với chiến thuật tiếp tục trì trạc để trụ như thế này, tận dụng bốn cái điểm tồn tại đến từ chú tâm tiễn của Ash và bật nó lên và bắn thật nhanh đi, gây rất nhiều sát thương đi. Tốt nhất là nên để lính cho Mikael thì Mikael có thể giữ được những cái điểm nội tại của mình nếu như mà các thành viên đội tuyển INTZ tiếp tục muốn giữ được thế đẩy. Nhưng không, bây giờ họ về nhà. Ash đã có vùng kiếm, đã có song kiếm và thêm cả giày cuồng nộ nữa. Đến lúc này tôi đang bắt đầu nghĩ lại về cái sự đánh giá thấp về khả năng mua cái bình thuốc tái sử dụng của anh An. Bình thuốc tái sử dụng có tác dụng rồi chứ? Nó khiến cho tiết kiệm được lượng tiền mua máu và bắt đầu mua được nhiều đồ hơn. Tôi hỏi là có cái đồ nào trong liên minh lại không có tác dụng không? Nhưng xét cho cùng thì nó tác dụng nhiều hay ít? Trong trường hợp này thì tôi vẫn nhận định là cái bình thuốc này nó không đem lại nhiều tác dụng, mà nó chỉ làm cho quãng đường lên đồ của Ash bị chậm lại một chút xíu. Và nói về những bước đường tiếp theo của ITZ thì họ đang có được những con tướng mà họ cần thiết ít nhất trong vấn đề đẩy trụ. Ba sát thương chính có thể gây được vào trụ thì đều là những sát thương tay rất dài. Kể cả Syndra đây cũng là một vị tướng tay rất dài trong vai trò pháp sư. Và họ sẽ thiết lập những tình huống đẩy trụ cả 5 người. Tôi nghĩ là cứ đợt lính đẩy vào là họ cứ bắn mỗi người 3 cái vào cái trụ là cũng nổ rồi. Và tôi thấy bắt đầu có sự ngẫu hứng đến INTZ, bởi vì tôi không hiểu cái hành động vừa rồi của Raptor lao thẳng lên khu vực đường giữa, bật cái khiên lên cản một vài sát thương đến từ Ezreal trong việc ăn đi của lính đánh xa để làm gì. Tôi thích thì tôi làm thôi, có gì đâu. Có lẽ nó suy nghĩ của anh ta đương nhiên rồi, bởi vì nó không đem lại bất cứ một cái sự lợi hại nào mà tôi cảm nhận được. Thế bây giờ tôi hỏi anh nhá, thế cứ tiêu diệt được người ăn một cái trụ là phải bật cái biểu tượng trên đầu lên để làm gì? Cứ phải là thích thì làm thôi. Thích là làm. Thích là làm thôi, quan trọng gì đâu. Bật biểu tượng lên có thêm đam, thêm thủ gì đâu, đúng không? Chỉ đơn giản là thích là làm. Ít nhất là không làm ảnh hưởng gì đến toàn cục trận đấu là được. Mất đi vài chục năng lượng, được kẹo oai. Được kẹo oai. Vui mà. Đường dưới vẫn với cái lợi thế đến từ bộ lợi sứ giả khe nứt. Giang sẽ liên tục đẩy cao cái khu vực đường của mình, giữ một cái thế và ép cho Mouse liên tục phải có mặt ở đây. Bây giờ phải làm một hành động nào đấy để lừa được cú dịch chuyển đến từ Mouse, thì đó sẽ là lợi thế cực kỳ lớn dành cho Yang cho những cái pha thi đấu tiếp theo của mình. Khoảng cách chênh lệch về lượng tiền theo thời gian được gia tăng lên rất nhanh. Nó chẳng có đồ thị hình xin gì cả, nó là một đường chéo, đơn giản chỉ là một đường chéo, càng ngày khoảng cách chênh lệch càng xa dành cho Yang mà thôi. Nhưng đến bây giờ thì nó đã bắt đầu chứng lại. Và Rivota hơi liều lĩnh với pha lao vào để cướp đi bùa lợi đỏ của mình. Và Dep đã sử dụng chiều cuối để lấy con bùa đỏ cho bản thân. Họ đang dấn sâu phần rừng nhiệt đối phương, cố gắng kiểm soát tầm nhìn. Cần phải dựng những cái lá chắn lên sớm hơn. Máu mất đi rất nhiều. Vladimir lao ra, tốc biến lên combo, chiều cuối sử dụng vào, dịch chuyển đến từ Irelia ra trước, tôi nghĩ là như vậy. Và Mikael sẽ phải nằm xuống, anh ta đang cố gắng bắn rất nhiều nhưng ta đã bị hạ gục thành công. Đó. Mau không làm gì được cả, pha dịch chuyển ra đến đây là hết. Nhưng Giang, anh ta phí pha dịch chuyển và anh ta đang muốn đứng rình ở đây để xem đối phương có muốn ăn con Baron hay không.
Một điểm trừ nhỏ khi mà lỗi vị trí đã có đến từ Jobster, khi để dính cái thủy ngục đến từ Meko là anh ta đã phải nằm xuống từ cái giây phút mà anh ta bị trúng thủy ngục, và tôi biết là anh ta đã phải nằm rồi. Không nên có nhiều những pha quăng game như vậy. Thực ra trận đánh này vẫn đang nằm trong tay của ITZ. Họ vẫn đang là người cầm trịch của trận đấu, nhưng cứ mỗi lần quăng như vậy là sẽ khiến cho những mục tiêu mạnh của đối phương như là Pawn đây có được sức mạnh. Và để xem nào, Dep. Dep là mục tiêu được nhắm đến, nhưng cú kiệt sức đó nó làm cho nộ long cương bị yếu đi nhiều. Và Meiko cũng sẽ phải nằm nếu như sẽ có một pha ném đá giống hay không. Không cần ném đá, double kill dành cho Yang. Đó là những pha combo liên tục cực kỳ nuột nà, những pha sử dụng chiêu thức tốt tới thành viên đội tuyển ANTG. Lee Sin, anh ta cực kỳ tỉnh táo, anh ta không cần phải hack não Edril làm gì cả. Theo đấy, anh ta đánh dấu pha sóng âm của mình và Nami. Vì mình ta biết là kiểu gì Edril muốn chạy cũng phải về phía của Nami, và anh ta lao vào Nami để đá ngược đối phương về, thoát đi với hộ thể. Người đi rừng đối phương vẫn còn, nó vẫn sẽ là một tình huống khá nguy hiểm. Nhưng Yang là người lao lên cản. Ui. Và Bambi làm choáng clear up gặp nguy hiểm tính mạng luôn chứ không phải là đùa. Phía bên dưới kia, Mouse nằm xuống dưới sát thương của Mikael. Và Yang vẫn đang chơi tốt, anh ta thấp máu nhưng anh ta cản đủ cả ba. Hai tình huống của đối phương không cho ai lao vào, và đó là con Baron dành cho ITZ. Và chúng ta vẫn đang thấy cái cơn địa chấn đấy. Nó không âm ỉ mà nó bắt đầu nổi lên trên bề mặt rồi. Wow, mọi thứ vẫn đang đúng đường mà ITZ mong muốn. Đây, hãy cùng pha nhìn lại pha xử lý này. Đó, một pha xử lý mà Revolta làm. Tôi nghĩ là clear up nào cũng chỉ đến thế này thôi chứ mấy. Chẳng qua là vì chúng ta cứ phân tích là người này người kia, nó chỉ đơn giản là vì clear up đang ở trong một đội tuyển rất nổi tiếng, còn Revolta thì ở một đội tuyển ít nổi tiếng hơn. Nhưng cái pha xử lý vừa rồi của anh ta là đẳng cấp thế giới. Đẳng cấp thế giới, đó là một pha thi đấu tốt. Nhìn cái KDA của anh ta thì không có ai dám đánh thấp Lee Sin. Đánh thấp Lee Sin của Revolta trong trận đấu này cả. 3-1-9. Có được luôn cho mình dây chuyền Ancillary nữa. Một trận đấu rất đồng đội, hai cái dây chuyền Ancillary để xuất hiện đến từ các thành viên đội tuyển INTG. Hợp lý khi đối phương có những con bài gây sát thương trên diện rộng kiểu như Edril hay Vladimir hay thậm chí là cả Grave nữa. Đây là con rồng thứ mấy đây? Rồng này là rồng thứ hai dành cho ANTG. Và rồng thứ ba của trận đấu. Hai đất, một lửa và một đất dành cho Edward Gaming. Cũng may là còn có một con rồng đất thì những cái mục tiêu đầy lẻ này nó sẽ trở nên nhanh hơn. Nhưng không, nhìn lại phần còn lại của bản đồ thì ITZ còn đang làm được cái điều thú vị hơn. Là họ ăn được trụ hai đường giữa, không tỏ ra muốn dừng lại ở cái đường giữa này. Nhưng khi mà không còn thấy Paul ở đường trên nữa thì biết chắc là Paul đi đâu rồi, anh ta về. Và để ra phòng thủ cùng những người đồng đội. Lên trang bị cũng rất cẩn thận tới từ Yang. Thế vậy là anh ta lên thẳng ra thiên thần luôn sau búa băng cùng với cái dìu đen như thế kia. Và khi mà có dìu đen cùng với búa băng thì đúng là Irelia rất khó để thoát ra khỏi những pha truy đuổi. 2B, thậm chí là chính xác hơn là 3B. 3B sau lưng của Jobster. Anh ta ném vào, anh ta làm choáng thành công được đây. Nhưng cái áp lực cũng không phải là quá nhiều. Đây là thời điểm mà Edril đang thể hiện ra sự khó chịu của mình với những pha cấu máu. Và nó cần tới Braum làm tuyến trên chắn đi những sát thương cấu rỉa máu kiểu như vậy với cái che chắn của mình. Cũng may là em của mình còn có Edril có thể cấu rỉa tầm xa được. Nhưng đường dưới này thì ai đỡ hộ đây? Hai vị tướng tay ngắn và khá ngắn đang cố gắng clear những cái đợt lính này để cho vị tướng tay dài là Na không đánh được vào trụ. Nhưng đen quá, Na biến khổng lồ mất rồi. Lần này Jobster cũng đang bị giữ lại tuyến sau. Và Pawn lại một lần nữa cầy lên. Hai người nằm xuống, Jobster bắn nguyên một cái chiêu cuối 5B vào mặt của Pawn nhưng không thấm. Đội hình của ITZ sụp đổ sau một tình huống cố gắng băng trụ không ăn thua. Hay, nộ long cước, đẹp. Nhưng rõ ràng với cái bùa lợi Baron, họ cần phải làm nhiều hơn như thế. Nhưng họ không làm được điều này. Hiện giờ thì Revolta và Yang đưa ra một quyết định rất thông minh. Đúng. Với pha đẩy như thế này, họ sẽ ép tất cả các thành viên của Edward Gaming không dám đẩy cùng đỉnh giữa nữa. Và thay vào đấy phải biến về. Nhưng cũng khá là khéo léo khi Edward Gaming cử ra hai người về và ba người ở lại lấy đi hai cái trụ đường giữa của đối phương. Tiền trong phút chốc thôi được rút ngắn đi tương đối nhiều dành cho Edward Gaming. Nhưng những pha lao theo của họ đương nhiên không thể nào mà cản đầu được. Tôi đánh giá là như vậy. Hơi tiếc là Na với cả Lee Sin vừa rồi lại không quyết đoán lắm mà họ lại bấm B về rồi họ mới quay lại để đẩy trụ. Và 1-2. Và Na là người thắng, ít nhất cho đến bây giờ Na đang là người thắng. Có thể anh ta thua Paul trong pha thi đấu này. Nhưng như vậy là rất tốt cho một kẻ đã bị bắt gần như chắc chắn phải nằm lại rồi. Anh ta đang câu được 4 thành viên của Edward Gaming xuống đây. Lâu hơn chút xíu thôi. Nhưng không, anh ta lên bảng điểm số mất rồi. Không chịu thêm nữa. Đối phương có tận 4 thành viên với lượng sát thương là rất nhiều. Và không hề có khoảng trống để cho ANTG để đẩy nhanh vùng đường giữa này. Jobster lần này có lẽ là cái hành động này nó dễ hiểu hơn chút xíu. Cả là một người biến về. Ok. Dễ hiểu hơn. Còn tôi thì đang thấy một cái thứ rất khó hiểu là phong độ của Mao trong trận đấu này cần phải được giải thích. Nhưng không sao,
từ từ đã, Paul đang người bị gặp lại, anh ta kích hoạt đai lưng, cố gắng né sóng âm, nhưng sóng âm không được tung ra vì Lee Sin biết mình cũng không cần phải tốn nội năng cho một pha bắt bớ không có kết quả làm gì cả. Đấy, hãy cùng xem lại pha giao tranh mà một lần nữa tôi nghĩ là lỗi vị trí lại có đến từ nhiều thành viên chứ không chỉ không nằm ở một mình Joker đâu. Rất nhiều đúng, lần này cả Mikael cả Joker đều nằm trong tầm tấn công rất đơn giản của Vladimir. Đó là một tình huống sút đẹp nhỉ, bộ long cước khéo léo từ Rivolta trúng đến bốn thành viên của Edward Gaming để cho Na có thể thoải mái thoát ra được. Nếu chúng ta lên thêm một chút xíu sát thương nữa, tôi nghĩ rằng đó là một pha quay ngược trở lại đến chơi tình trạng và sự cú chiêu cuối của mình rồi. Nhưng anh ta chơi đồng đội và hướng tới khả năng phòng thủ nhiều hơn. Chứ nếu như có dìu đen thì khả năng là Ray rồi là Edril trong pha thi đấu đấy phải lên bảng điểm số. Vừa rồi nhìn vào cam game thủ của chúng ta có thể thấy là một vài những thái độ hơi bức xúc của Yang. Đang muốn chỉnh đốn lại những người đồng đội của mình, đó là thi đấu không kín kẽ. Đặc biệt là cái bộ ba đường giữa vừa rồi cũng khiến Yang tức tối, là cái điều dễ hiểu mà thôi. Đó là những vị tứ không có kỹ năng chạy trốn. Đúng. Nên việc giữ vị trí là điều tối quan trọng, tối cần thiết. Ash sau cái cuồng cung Runen không lên một món gia tăng thêm nhiều sát thương vật lý hay khả năng sống sót, mà thay vào đó là Đại Bác Liên Thành. Anh ta muốn khả năng đẩy đường bắn trụ của mình trở nên rát hơn, thấm thía hơn. Nó là một sự lựa chọn ổn trong chiến thuật hiện giờ của INTG. Nhưng nó không ổn khi anh ta mắc những cái lỗi vị trí như vậy. Nó phải là cái khăn giải thuật hay là cái gì đấy cơ. Và Đại Băng Tiễn bắn trượt, bọn rất quái với cái vị trí đứng biến về của mình. Tôi đang thấy Edril lên cho mình món đồ lớn thứ ba là lời nhắc tử vong. Vậy thì có điều gì khiến cho Edril phải lên lời nhắc tử vong trong trận đấu này? Có ai nhỉ? Na không phải là cái nguồn hồi máu hay hút máu nhiều lắm. Lee Sin cũng không. Vậy thì cái điều gì khiến cho Edril này có lời nhắc tử vong? Mình thích thì mình lên thôi. Mình thích thì mình lên, nhưng mà tôi đang hỏi thật. Tôi đang nhưng hỏi mà thật trên nếu cơ như sở. Mà anh An hỏi thật thì có lẽ là lý do, cái lý giải thích của tôi dành cho trận đấu này, anh ta có lẽ sẽ cần tay đôi nhiều với Ash là điều đầu tiên. Và điều thứ hai đấy là sẽ không có một con quái vật nào đấy quá nhiều máu kinh khủng lao vào mặt của Edril. Đó là điều thứ mà anh ta nghĩ tới. Chẳng hạn là như vậy mà thôi. Thực ra thì trận đấu này sẽ có một con bài rất nhiều máu. Đó chính là Na. Bởi vì nhìn thôi, đến món thứ ba của anh ta cũng đang là máu như thế kia. Món thứ tư thì đúng hơn. Đúng rồi. Thế tại sao phải là nỏ thần đúng không? Mà lại là lời nhắc tử vong. Cái này thì có lẽ chúng ta sẽ phải nhờ lại những chuyên gia phân tích sâu hơn để xem là vì sao lại như vậy. Còn bây giờ thì tạm thời tôi chưa thể giải thích được là vì sao lại nhắc tử vong. Có lẽ có một cái điều rất là quan trọng, đấy là những đội hình cấu rỉa máu thì thường là thích cái hiệu ứng là giảm hồi máu hơn. Những vị tướng như Zayce hay Varus đều muốn hướng tới những cái món trang bị là lời nhắc tử vong hơn so với cái nỏ thần Dominic, bởi vì họ nghĩ rằng phần nhiều thời gian của họ sẽ là gây sát thương từ tầm xa với những kỹ năng chứ không phải là những đòn đánh tay. Và thêm vào nữa thì cái lời nhắc tử vong khi kết hợp với bộ chiêu thức của Edril nó có thể khiến gây ra được cái giảm hồi máu trên diện rộng. Có thể lời giải thích của Mạnh nó một phần nào đó đã đáp ứng được cái thắc mắc của tôi, nhưng bây giờ quay lại với trận đấu này với con rồng tiếp theo, rồng nước. Cũng may cho cái đội mất rồng là chỉ là rồng nước mà thôi, chứ nó là một con rồng lửa nữa thì Edward Gaming sẽ phải suy nghĩ nhiều. Baron là một đối trọng, nhưng bây giờ thì nó mới hồi sinh thì cũng không có một khoảng trống nào. Đang đánh nhau giữa Lee Sin. À không, xin lỗi các bạn, là Lee Sin thì đang phá mắt mà thôi. Giật cả mình. Đây bảo đánh nhau giữa Lee Sin và Na, nhưng đây là hai thành viên cùng bên. Không phải. Tôi thấy đu bám kinh quá. Di chuyển rất nhanh ra để kiểm soát tầm nhìn của hàng Baron. Món trang bị tiếp theo đang được Mouse hướng tới sẽ không phải là món phòng ngự nữa, sẽ là món tấn công. Nó có thể là kiếm Bao Yomu cho những cái kèo tay đôi và ám sát thật nhanh Tosker và Mikael. Nhưng nó cũng có thể sẽ là cái trùy gai mà Mautius để vừa gia tăng khả năng tấn công cũng như phòng ngự dành cho Irelia. Nhưng tôi sẽ đánh giá cao hơn dành cho kiếm Bao Yomu. Đúng. Bởi vì kiếm Mayomu, anh ta đã có đủ kháng phép để chống lại sát thương của Tosker với cái sát tâm linh rồi. Và khi anh ta có kiếm Mayomu thì anh ta tay đôi với kiểu như là Syndra hay là Ash thì chắc chắn là hai thành viên đấy không có cửa. Và ít nhất là anh ta cũng phải cần có những trang bị gì để đối đầu trực diện với Yang mà không còn phải quá là quắn người lên nữa. Trong cái chiến thuật đẩy lẻ 1-4 bao giờ là cũng đường trên sẽ phải đối đầu với đường trên, vì hai người này là hai người cầm dịch chuyển thì mới có thể giúp cho những đồng đội còn lại yên tâm được. Nhưng từ nãy đến giờ, 20 phút thi đấu rồi, chưa một lúc nào Mao cho thấy rằng mình có thể đối đầu trực diện lại được với Yang ở bên kia. Với con bài Na này mà liên tục phải gọi người xuống hoặc là phải đổi người. Có những lúc là Clear Up phải chém vào vị trí của Mao để phòng thủ trụ rồi. Không cho phá mắt hẳn hoi. Rất khó chịu khi Edril cứ đứng phía bên trên gây ra những hiệu ứng gây sát thương vào con Baron và những hiệu ứng làm chậm với cái bàn tay bằng giá của mình. Điều khiến cho Joster và các thành viên của INTG không dám tiến vào, không muốn mất đi máu oan. Món trang bị tiếp theo này có vẻ là hợp lý hơn tới từ Ash này. Anh ta đã bắt đầu tỏ ra là e ngại trước những pha lao và dùng sát thương đến từ Vladimir và kiếm răng cưa cùng với gươm đồ tể. Và trong trận đấu này thì rõ ràng người lên cái lời nhắc tử vong hợp lý hơn
sẽ là Ash trong tay của Miguel so với Edril của Death rồi. Và anh ta đang thực sự muốn hướng tới nó, làm sự lựa chọn dễ hiểu. Một quả cầu được tung ra định tấn công vào Death nhưng nó không có hiệu quả. Death vẫn đang chơi cực kỳ tập trung. Và nếu như có một cái điểm sáng nào của Ed của game mình cho đến bây giờ, tôi nghĩ đó là Paul. Với một KDA tốt, anh ta thi đấu kín kẽ, chưa mắc một lỗi nào cả. Nhưng đáng tiếc là đường trên của Ed của game mình trận này hơi tạ, xin phép được dùng từ là hơi tạ một chút. Ít nhất trong 6 mạng bị hạ gục kia thì Mao đã để mắc lỗi 2-1 mà không 3, phải là 3 đấy, phải tầm 3 lần trở lên. Thật chính xác và vào thẳng về lớp và lao lên cản, nhưng làm choáng ruột vào băng địa chấn thả ra túc biến thoát đi. Phát độ động cực đẹp đến từ Rival tả chúng hai người, lao vào là Pon, vẫn là một em góc Tosker, nhưng Tosker thoát ra được. Miko túc biến với Miko, Miko bắn hết nhưng anh ta nằm xuống và đang phải lùi về là Edville của Death. Nhưng Vladimir không có được sự may mắn này, đó là một đổi 3 dành cho các thành viên đội tuyển INTG. Họ sẽ hướng ra con Baron, kể cả họ mất đi sát thương đến từ xạ thủ, nhưng họ còn pháp sư, họ còn Na với rất nhiều sát thương, không khác gì một xạ thủ cả. Và con Baron wow. Đã mất máu như... Thôi không cần phải tìm mất phanh, một tình huống mất máu như mất phanh vậy. Và lần đầu tiên được chạm trán thần tượng của thi đấu này cũng được đấy. Quá được luôn. Và thần tượng, tôi không biết là sau trận đấu này thì ai phải là người thần tượng ai nữa. Với một KDA đẹp, một cách thi đấu cống hiến, Lee Sin đã làm tất cả những gì tinh túy nhất của một Lee Sin rồi. Revolstar, anh ta bấu víu đủ lâu để cho Clear Love phải dãy ruộng. Và cái cú sút ngược sau khi tốc biến này, mẫu mực, quá mẫu mực. Rất tốt với một cái tốc biến độ lòng cước. Độ lòng cước tốc biến thì chuẩn sai hơn, bởi nó nhanh, nó rất kín kẽ. Và đẩy đến từ Zhang làm choáng thành công đối phương và tạo ra thêm những khoảng trống cho Mikael. Và Mikael cũng tỉnh táo, bởi vì trong những tình huống như vậy thì thường là xạ thủ nghĩ rằng là mình chết chắc rồi. Đúng. Sẽ không ai làm cái hành động đấy cả, những hành động đấy rõ ràng là hợp lý. Anh ta tốc biến qua phía bên kia tường, anh ta bắn thêm phải ít nhất là 2 giây nữa. Và 2 giây đối với một Ash có cái chú tâm tiễn, quá nhiều đam, nó là rất nhiều sát thương được gây ra. Mà còn một cái điều nữa mà tôi muốn nói với các bạn, rất là anh ta tốc biến vào cái mạng, mà cái mạng đấy chỉ có Nami. Chỉ có đúng Nami duy nhất là cái nguồn sát thương mà có thể làm cho Mikael phải cảm thấy giận tóc gáy mà thôi. Nếu như anh ta có nhiều hơn khoảng 100 máu nữa thôi, một cái búp, cái dây một cái búp dây chuyền nữa thôi, là anh ta đủ hút máu đủ để có thể sống sót tiếp tục đến với giao tranh tiếp theo được. Và nếu như có cả Mika mà còn sống thì vớ vẩn là họ bỏ Baron, họ ăn thẳng cái đường giữa luôn cũng nên. Hoàn toàn đồng ý, vì lúc đấy họ ăn đường giữa xong vẫn còn thừa thời gian để phóng ra với con Baron nữa. Tốc đẩy lúc đó sẽ là vô cùng nhanh. Món trang bị thứ 5 đã được hoàn thành xong, tới từ Tosker, lượng sát thương là kinh khủng khiếp. Đội tuyển tiếp theo khi phải đối đầu với INTG có lẽ sẽ cần phải suy nghĩ tới sự lựa chọn là cấm đi Syndra. Bởi vì không ngẫu nhiên gì tự nhiên Syndra được lựa chọn trong sự lựa chọn đầu tiên, và nó đang đem lại một cái áp lực và một cái tác dụng cực kỳ lớn như thế này. Barbie, liên tục là Barbie ôm thẳng lên. Yang đang lên món đồ cuối của mình, có một mảnh trong đó là cái áo giáp kia. Cái áo giáp lưới kia, vậy thì nó là cái gì khi mà đã có giáp liệt sĩ rồi nhỉ? Giáp thiên thần, giáp gai thôi. Giáp gai à? Tại sao không phải là khiên băng mà là giáp gai nhỉ? Nó phải là giáp gai, bởi vì anh ta sẽ lao vào cả Irelia, cả Ray và cả Adriel nữa. Và có vẻ như là đây là một trận đấu mà thực ra những cái vị tướng xạ thủ đến từ bên phía của Edward Gaming không cần nhiều đến tốc độ đánh. Đúng, chính xác. Đó là Ray, đó là Adriel. Và nên anh ta hướng tới sự lựa chọn giáp gai, tôi thấy rằng là cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ thú vị khi mà anh ta có thêm cái giáp thiên thần rồi. Một pha đẩy sâu vào Rivota đang gây ra áp lực rất lớn. Thoát ra, trụ thứ 3 đã lấy thành công. Một mình Giang phía bên trong đang lấy đủ được dạng khổng lồ, nhưng ta vẫn chưa biến hình. 10.000 tiền kìa, 10.300 tiền. Địa chấn nó đang sung, nó đang sung mạnh lắm rồi, tôi thấy bắt đầu có sự nứt đất rồi. Nói thật nhé, đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ là ITZ thắng ở đâu. Đến khi họ ăn được cái trụ thứ 3 ở đường giữa, họ hơn đến 10.000 tiền, tôi vẫn cảm giác là họ vẫn sẽ bị lật kèo. Nhưng mà cứ phải từ từ cho nhà chính nổ đã thì tôi bắt đầu mà nó mới chém gió được. Chứ còn bây giờ tầm này mà nói hớ một cái thì y rằng sẽ bị bắt lỗi ngay. 10.000 tiền với những đội tuyển ngang kèo nhau vẫn còn có thể lật kèo được. Mà 10.000 tiền với Edward Gaming, đội đứng số 1 Trung Quốc, thì có những cơ sở để họ lật kèo đấy chứ. Và đây là con rồng ngàn tuổi. Mất con rồng ngàn tuổi cái là tôi có thể khẳng định luôn cho anh. Đấy, mất con rồng ngàn tuổi mà cả 5 người có phát tôi khẳng định luôn cho anh. Là rồng đã chết. Là con rồng đã chết đúng không? Thuộc về một thôi. Chứ không biết đội nào thôi, nhưng còn chắc chắn là rồng sẽ chết. Nói chung là anh tỉnh đấy. Tỉnh chứ. Tưởng là anh kết luận luôn. Không, cái tầm này mà kết luận một đội nào đó mà thắng được là quá sớm. Nhưng con rồng này là rồng miễn phí dành cho INTG. Đường dưới rộng mở, đường giữa. Ôi, chịu quên lưu. Quạch tỉnh quá. Đã bị đỡ lại bởi Joster tôi. Thấy chưa, thấy chưa. Lại hết cả team. Và đó là một cái thời điểm rất tuyệt vời.
chiêu cuối của Andrew của Dev bay tới mà không có tầm nhìn luôn. Đó, mà thấy không? Cái thói quen hay chặn khiên là thói quen tốt, chứ không phải là thói quen xấu. Không phải là biểu diễn, mà đó là một cách để tạo cho mình một thói quen liên tục. Là liên tục phải bật cái khiên liên tục bật khiên. Hồi chiêu. Đúng, phải bật cho nó hồi chiêu, phải bật cho nó tốn năng lượng đi, phải bật để cho nó còn có cái để mà dùng tiếp. Và cái thói quen này, nói vui vậy thôi, chứ Jokester biết thừa là cái gì đang đến với mình. Một cú cung ánh sáng được dự đoán từ trước bởi người hỗ trợ của ITZ. Và cú chặn đó là một cú chặn cơ bản. Choáng tốt, cấu máu tốt. Và với cái bùa lợi rồng ngàn tuổi như thế này thì những pha làm choáng và cấu máu tầm xa nó đã có những cái giá trị lợi dụng đích thực rồi. Đường giữa là một mình Na đẩy và liên tục lấy cho mình cái nộ để có thể biến hóa thành khổng lồ, chờ cho những đợt lính được đẩy lên từ phía đằng xa như chơi kia. Thôi. Và áp lực vẫn đang được gây ra bởi Yang. Quá tuyệt vời dành cho các thành viên đội tuyển INTZ. Không có việc gì phải vội cả, nhưng bây giờ đang mất đi dạng khổng lồ và đây là thời điểm để lao vào. Lao vào rất nhanh. Bi đang bắn lên ném cả hai cục và đủ để ép góc. Làm choáng không trúng ai cả, nhưng đã có nhà lính ở khu vực dưới. Và vòng ra đường giữa đúng lúc lính lên. Tôi tin rằng đó sẽ là nhà lính đường giữa dành cho các thành viên đội tuyển INTZ. Nếu như mà đối phương không muốn va ngay đi như vừa rồi, họ vẫn còn nhùng. Bây giờ là phải va. Tôi khẳng định không thể va được. Edward va là Edward thua. Năm cái bùa lợi rồng ngàn tuổi. Bây giờ ba là thắng, bởi vì Na đang mất đi dạng khổng lồ rồi. Chấp dạng khổng lồ vẫn thắng. Khẳng định chấp dạng khổng lồ vẫn thắng. Đến năm cái bùa lợi này, chỉ cần cho Mikao được bắn thôi, một cái khiên đẹp, không mang lỗi vị trí nữa, là ITZ sẽ thắng giao tranh. Có thể họ mất 3, mất 4 người, nhưng sẽ vẫn còn có người đứng ở trên mặt đất để tiếp tục trận đấu này với những cái lợi thế hơn. Đường giữa, xin lỗi các bạn, là đường trên có một cái đợt sạch quá lớn này. Một người thôi là có thể trận đấu này end game luôn, end game luôn. Đấy, cho nên là đang vào vị trí rất nhanh. Edward Gaming muốn giao tranh khi Vladimir lại một lần nữa ép từ bên hông. Có những cú ping, nhưng đấy là những cái ping đến từ bên phía của Edward Gaming. Nhìn thấy rồi, con nên lùi về đi. Con bùa lợi đỏ được cướp đi dễ dàng. Đường trên mới là đích đến được đẩy. Họ rất cẩn thận, hết bùa lợi dùng 5 cái họ ngay lập tức lùi về, sắm sửa thêm cho mình những món trang bị cần thiết. Đương nhiên, Ash đã đi du học hơi lâu, lần này về chắc chắn sẽ hoàn thành một món trang bị lớn. Đó sẽ là nỏ thần, xin lỗi các bạn, đó là lời nhắc tử vong hay là cái chùy gai trước? Chùy gai trước hay hơn, tôi nghĩ chùy gai trước hay hơn bởi vì cái kia, cái gươm đồ tể kia để lấy cái vết thương sâu là đủ rồi. Hợp lý. Vết thương sâu, tôi hãy nhìn sang bên kia xem ở đâu có giáp, quá ít giáp ở cả 5 người chơi. Hỗ trợ không giáp, xạ thủ không giáp, pháp sư không giáp, đi rừng không giáp. Đường trên bắt đầu có món đồ giáp thứ hai, mà trước đó món đồ lớn là cái giày ninja tabi. Ninja tabi là cái giày ninja thì nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Vậy thì lên cung xanh để làm cái gì? Hoàn toàn đồng ý, nó không có nhiều tác dụng cho để cản bớt đi cái lượng sát thương được gây ra đến từ Ash của nào. Nói gì đi, cái kèo tay đôi này thì đừng nói gì cả mong chờ gì cho một pha thoát thân hết. Đó là bởi clear love, đó là hai món sát thương và là giáp gai vô địch. Đó là clear love, người đi rừng hàng đầu thế giới. Và anh ta chết thảm ở đường dưới theo kiểu là bấm bê về không kịp. Tôi chỉ đang nói những thứ đang diễn ra. Tôi đang hình dung tới việc là mới gần đây chúng tôi có chơi một trận đấu và Mạnh An cũng có những pha biến về kém như vậy rồi để bị Jumin chê. Bây giờ anh ta đang lấy một cái điều tương tự ra để minh oan cho. Bước tiến này pha lao vào đẹp tuyệt vời và không có sút được. Đây rồi. Đó là sút được chúng rất nhiều người đẹp hơn và Paul là người tiếp theo phải nằm xuống. Và Maiko với địa chân. Địa chân đã có dành cho chung kết thế giới. Nó xuất hiện ngay tại trận đấu thứ 3, thứ 4 của ngày thi đấu ngày hôm nay mà thôi. Và đó là chiến thắng của INTZ với cả 5 logo được bật lên. Đối thủ của họ, Edward Gaming hạt giống số 1 Trung Quốc, sẽ phải nhận những lời chỉ trích lại lần nữa. Tôi chắc tin chắn rằng họ sẽ lại nhận những lời chỉ trích giống như năm ngoái mà thôi. Chắc chắn bởi vì trong những mùa giải thứ 4, thứ 5 khi họ thua một đội Hàn Quốc thôi thì dư luận của Trung Quốc đã dấy lên những cái phản ứng rất mạnh mẽ với đội nhà. Vì đã để thua trước đội Hàn Quốc, mặc dù điều đó không phải là một điều gì đó quá ghê gớm. Nhưng bây giờ là một đại diện đến từ Wildcard mà thắng theo kiểu hủy diệt đến như thế này thì đây là thắng hủy diệt nhá. Là thắng hủy diệt chứ không phải là ca may, không phải tắm ca may hay cái gì cả, mà là thắng hủy diệt. Thì chắc chắn Edward Gaming sẽ có một cái tâm trạng cực kỳ nặng nề để bước đến những cái trận đấu tiếp theo. Và đúng là như vậy, tôi đang cảm thấy vô cùng phấn khích với chiến thắng này. Tôi đang nghĩ rằng là nếu như có một cái kèo đặt nào đấy mà nó có với tỷ lệ thắng là vô cùng cao dành cho các thành viên đội tuyển INTZ trong phần cá cược, và bạn nào vừa đập vào INTZ thôi thì bạn chính thức đang vươn và lên. Cái kèo 1-1.000 đấy chính là giữa Tùng Lâm và Đồng Phương, và Tùng Lâm còn nói là 1-1.000 và Đồng Phương đã kịp đặt 10.000. Bây giờ chúng ta sắp được đi ăn lẩu, chúng ta sắp được đi liên hoan với số cực kỳ lớn nha, 1-1.000. Và có lẽ đến đây chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi một chút xíu trước khi quay trở lại với những diễn biến của trận đấu tiếp theo trong chung kết thế giới.